of this matchup. This best series going to include Mirage, Dust2, the pick of the 100 Thieves, and then Inferno as the deciding map. Vâng, xin chào quý vị các bạn và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay, ngày mở đầu của SL Pro League, Ratu Rio ở nhầm Raturio mới đúng hơn chứ thì đã qua rồi. Và đây trận thiếu này sẽ là một trận trip cũng như là Genji Gold Esports. Vâng và đến ngay với cái thôi. Bên phía Genji Gold họ bắt buộc phải bắn ở bên T-side khi mà đây là map pick của họ và 100 tip lựa chọn CT khá là an toàn rồi bây giờ genji bắt đầu xem smoke vào khu vực bom say a à, nhưng có chạm vào được không đây góc kê của JKS đang rất đẹp và có đó cũng là mạng dành cho dây em nữa benetet vẫn đang phi vào tiếp tục là ba người bên phía water tip phải nằm xuống double kill dành cho vị trí của benetet nhưng các thành viên của genji họ vẫn chưa để đạt được c 4 và thì đang cố gắng trốn nhưng anh ta khá là yếu máu rồi và ngay lập tức chết từ tay của benetet triple kill rồi dây em một vs hai và cuối cùng thì Kusta, anh ta là người đem về được ra thắng đầu tiên cho genji một không dành cho bên với ở Genji Gold Esports rồi không biết rằng đầu xuôi thì đuôi có lọt qua đấy không đây đây là trận thiếu đầu tiên của Genji Gold Esports tại giải thi đấu này và chính xác hơn là một trăm trip cũng vậy một tình huống tăng cờ của anh chàng Benetet với ba mạng quá tuyệt vời Benetet một player mới chuyển đến Genji Gold từ team Tai Lu và sau rất nhiều năm thi đấu ở Trung Quốc thì vị trí của Benetet cũng đã quyết định có một bước đi mới dành cho mình. Đó là chuyển sang cục NA, khoác áo Gen. Đây là một tổ chức có khá nhiều player và đội trưởng của tổ chức này sẽ là vị trí của Đáp. Huấn luyện viên là Emma Pudi, một uh, cựu huấn luyện viên của team uh, Order cũng như ở cloud này Đáp thì cũng khá là kiểu cũng khá là có tiếng với việc là hay build những cái team mà uh, từ trẻ đi lên ấy, chính xác và ở đợt thời gian là gần đây nghĩa. thì uh, cũng có một cái drama giữa team đáp và EG đúng không khi mà Stanislaw những cái chỉ Gordon Stanislaw cái drama không đến nhỉ? và nói chung là sẽ là kích đáp để cho Stanislaw ừ. vào và gần như đây là một sự quyết định xong có rồi. Sự áp lực đến từ các player của bên S phía EG xong rồi sau vụ đó là vị trí của Tarik cũng như là Stanislaw đồng tâm hiệp lực để kích vị trí của Amepet đi chứ Vâng, nói chung thì Eg là một tổ chức mà có khá nhiều những cái câu chuyện bên trong nó rất là phức tạp. Bây giờ tôi trở lại trận đấu này nào. A à, giờ vừa kết thúc về thì ngay lập tức theo Team tích cũng đổi mạng của liat thành công. Và bây giờ Genji -Gi đang phi vào khu vực bonsai b dây game có về kịp hay không đây trên tay chỉ khẩu DE thôi đã lộ vị trí rồi và ngay lập tức nằm xuống. Vâng, ừ, bây giờ thì là 4v3 và lợi thế rất lớn dành cho bên phía Genji nhưng Azər anh ta nhặt về được một khẩu AK thì sẽ cố gắng giữ súng thôi. Nhưng Latifation oh. lại vừa đục được automatic rồi. Một tình huống đục kiểu gì vậy đến từ vị trí của Latifation Nhưng đây là một tình huống 3v3 và các thành viên của One tip họ muốn bắt quả bom này ừ Nhưng tôi nghĩ sẽ là hơi khó và Azər nên đi xếp cho mình một khẩu AK rất đẹp trên tay Round thứ hai thuộc về Genji Gold. Nhưng đây đó là một round thi đấu của các thành viên của team Genji họ anti hát bài nhưng cũng đã để rơi đến hai người rồi nhưng không sao đâu automatic cũng đã đổi hai tôi nghĩ rằng như thế cũng là đủ liệu có xếp được không đây som đang ở rất gần và som một tình huống nhá khá dẻo bây giờ thì sẽ là ép xuống thôi đáp trên tay nó không mắc bơi oh. nhưng đáp là người về nằm xuống trong tình huống này Ờ, ừ, bây giờ thêm cả SOM cũng phải ra đi trời ơi một loạt thắng của Genji nhưng họ mất đến bốn súng liền và những cái phong cách bắt súng vừa rồi Là phong cách bắt súng của ai ạ? À? Đó chính là NiP và FaZe Clan chứ còn là của ai Trời nữa? Ơi. Ở trận thi đấu trước Trận thi đấu này, trận thi đấu giữa NiP Và, và team Vitality thì đã kết thúc với tỷ số 2-1 trong kèo bóng 3 nghiêng về đại diện đến Thụy Điển. Và ở trong Giải thi đấu này cũng sẽ có một cuộc Derby khá hấp dẫn Trận thi đấu Derby giữa Team DictiTac cũng như là team NiP wow, nhưng mà từ từ nha Vâng, ừ, automatic anh ta vừa có tình huống spam rất cảm giác Chiếm khu vực đồ khá là dễ dàng đến từ Genji Khi mà họ có cho mình smoke, có cho mình những khẩu súng to Vẫn rất là mạnh mẽ Nhưng bên phía Waterthip họ cũng đang cố gắng giữ lại để lấy được thông thêm thông tin Đến từ JKM cùng với đó là Azer Nhưng ở bom side B là chỉ có một mình Liat thôi Nếu bây giờ Genji đánh B rất nguy hiểm Nhưng có vẻ họ lại đang muốn bỏ lên bom side A Góc kê của Azer đang là rất đẹp rồi Và bây giờ là một mạng double kill Và không dành cho Azure. Một đường thẳng chỉ là một băng đạn thôi Xấy nguyên phát cả bốn người của Genji Bây giờ đáp một mình ở trên lầu Cô đơn quá trời ơi Vâng tôi cô đơn quá tôi làm cái gì đây Khi mà đang có đến bốn thành viên của of xung quanh Anh ta đổi được một mạng của Azo rồi Chẳng lẽ đáp Clutch 1 vs 4 ừ Rất khó khi mà vị trí của đáp đã lộ và bây giờ thì ba cầu súng của Waterthip Thief nó đang chĩa vào với những của Đáp. Và sao đây, cố gắng để cấu thêm một mạng nữa Rơi CS. và bắn rất khó chịu với những tình huống nhấp nhá như thế này và có lẽ là Đáp nên quyết định đổi hướng khác thôi. Vâng, Đáp sẽ làm gì cho một tính một vết 3 này đây. AZ vừa rồi đã tỏa sáng với Quarakill một tình huống mà anh chàng Som đi đầu để hút đạn nhưng những tình huống đi sau không thể đổi được mạng đến từ Genji Gold. Hơi đáng tiếc một chút. Nhưng đó cũng phải nói lại là một tình huống mà giờ đã bắn quá hay. Vị trí của GKS đang là quá đẹp rồi Nếu như đáp mà check cái góc này của GKS Thì tôi lại càng khâm phục của đáp này Khi mà thời gian còn đó là không còn nhiều đâu Và anh chàng đáp tôi nghĩ rằng anh chàng này đang quyết định đi xếp súng rồi Đính chính xác là một quyết định đi xếp súng ở One One Tip sẽ có ra thứ đầu tiên Một góc kề quá đẹp đến từ AZ Và và bây giờ thì bên phía của One One Tip họ đã có được một round thắng Một round mà họ gần như là những player khác thì phải eco trừ hai người xếp được súng là Azer và JKS thôi thôi. Chỉ hãy nhìn lại lượng tiền của Genji đi. Thua một round thì đấu rất tai hại và họ đã yếu tiền luôn rồi. Và chưa kể là anh chàng đáp là còn không được cộng tiền nữa cơ. Bây giờ thì Genji sẽ đi đâu xoay quanh một khẩu DE và một quả smoke đây. Benetet đang chấp nhận lên full đồ bắn DE để cover cho những người đối đội của mình. Đây là một round thi đấu cực kỳ khó khăn dành cho bên phía của Genji Gold. Chỉ với những khổ lục như thế này thì Genji họ có thể làm được gì đây? Vâng, bên phía Genji thì chưa có quá nhiều cái cơ hội để có thể khẳng định mình. Và đây ở giải thi đấu này cũng sẽ là một giải thi đấu mà họ sẽ tạo được cái tiền đề đúng vậy này cho mình, nhưng thực mà hơi khó đấy khi mà ở giải thi đấu này toàn những cái tên sừng sỏ thôi. thực ra thì vị trí của Genji cũng đang khá là kinh, đứng ở không hẳn là kinh nhưng mà cũng khá là tốt rồi, đứng ở 22 trên bảng xếp hạng HLTV chỉ trao, sau, một cái khoảng thời gian cũng ngắn thôi thì mới thành lập và thậm chí là có những tay trẻ như là som thì nó cũng sẽ khá là khó để mà genji có thể ngay lập tức là bứt lên được nhưng hiện tại thì tôi đánh giá họ vẫn đang làm khá là tốt và bây giờ thì genji vào khu vực bom b có vào đây không đây liat đang kê lại ở đây với khẩu ak và có một bạn với liat rồi vẫn đang cố gắng nhấn nhá câu thêm thời gian để người đồng đội đặt c 4 vào som anh ta hoàn thành cái nhiệm vụ này Vâng xong rồi, bây giờ thì Genji có thể thua được, thậm chí cố gắng bắt thêm súng đến từ Custa Hai người bên phía Water Thief đã phải nằm xuống. Một round mà bên phía Water Thief họ vừa mất súng mà họ vừa để đối phương đặt C4 ra sau, chắc chắn là Genji họ cũng sẽ lại có tiền để mua tiếp chữ khẩu lục nữa rồi. Thế bây giờ bảo một có tiền để full bài thì nghe chuyện là hơi khó. Phải chờ xem nào, lượng bonus tiền hiện tại được cộng vào cũng là không đủ để bài đến từ bên phía team Genji Gold. Tôi nghĩ rằng họ sẽ eco round thiếu này. Đúng vậy, họ để sẽ... có thể có đủ tiền để full bài bom mìn súng à. đạn ở trong round tiếp theo sẽ lại là những khẩu DE và P250 thôi và tôi... ở cái bảng A của Gentigon thì đúng là hơi khó thật One Up Tip EG Cloud9. Cloud9 cũng là một cái tên tôi nghĩ rằng Cloud9 sẽ được đánh giá cao hơn Gentigon và ở bảng thiếu này chính ra họ cũng sẽ là rất khó đấy chứ nhưng mà ba đội đứng đầu là ba đội có cơ hội đi tiếp vào những vòng tiếp theo đội đầu tiên đội đứng đầu sẽ là đội được đi thẳng còn à, đội thứ hai và đội thứ, thứ ba sẽ là có playoff bắn cùng với nhau som vừa rồi kết thúc địch dây cầm rồi đây là một tình huống năm vết bốn và bên phía của chỉ là năm khẩu súng lục mà thôi pha đẩy mít không thành công để từ quan thi và bây giờ thì ra mít tiếp ư vẫn còn ốp của gratin faction ở đây chỉ đổi được một mạng của som thôi bây giờ bên phía Genji đang hơn người Azure một tình huống bên tay nhiều máu. bên đã kết thúc Azure thành công và bây giờ thì jks đổi mạng double kill dành cho jks đưa về là một vết 2 và đáp Anh ta lại phải lùi về Khi mà bên phía Genji vừa rồi đã chủ động đánh nhanh Nhưng đó là một pha đánh không thành công Nên quyết định là đánh về khu vực bonsai B Có vẻ như là được nha Khi mà Liat thì đang đứng ở ladder Và gần như là không thể nhìn vào được bonsai B Nếu đáp bỏ và khéo hoàn toàn vẫn có thể đạt được C4 và đặt được C4 thôi, cơ hội dành cho đáp nó sẽ mở ra thêm được một chút Tuy nhiên thì đáp cũng không phải là quá khỏe Anh ta chỉ có 68 HP và thậm chí là không có giáp trong tình huống này thì có lẽ sẽ là cố gắng đặt xe 4 để kiếm tiền về với việc đặt được C4 thì bên phía của Genji ra đó sau cái lượng tiền của họ, họ chắc chắn nó sẽ là rất đầy đủ vâng, ừ, bắt đầu đặt C4 rồi và sẽ thành cầu ngay lập tức thì lộ vị trí rồi chắc sẽ là chết rồi bên phía của World Team họ chơi cũng khá là cẩn thận vâng, ừ, 36 HP và một khẩu P250 Đáp sẽ xử lý kiểu gì đây quá khó dành cho đáp thậm chí là Team đi hai người cùng nhau vào bị shot luôn cơ. Vâng cẩn thận quá. Hai khẩu súng to, hai người có giáp nhưng đáp vẫn đang câu thời gian rất khéo. Và vâng, bây giờ thì thời gian không còn nhiều nữa đâu. Vâng đáp vẫn đang múa. Trời ơi, vâng liệu có thể làm được không đây? Không được rồi. Giờ cái ép anh ta đã ép vào đến tận nơi của người đó là Liar. Nhưng đó là một pha xử lý khá là hay của đáp rồi. Anh ta câu được rất nhiều thời gian của bên phía Border và Switch nữa đã có thể làm được. ba à ba hai dành cho one the thief tuy nhiên vừa rồi cũng là một round mà khá là khó khăn khi mà genji họ chỉ có những khẩu lục thôi nhưng one the thief mất đến tận ba khẩu súng liền chúng ta có thể thấy là cái lượng tiền của one the thief họ tích được cũng không phải là quá nhiều chỉ trừ một mình vì chỉ có jks và bây giờ thì hai bên đều full bài rồi automatic cùng với đó là đều có ốp và bây giờ thì hãy cùng tiếp tục xem cuộc chiếm mít đồ này như thế nào đây rất nhiều flash được bụng dọc mít đồ nhưng những tình huống pick người không thể trúng được ai cả đến từ an tip họ đẩy đến ba người ra mít đồ luôn kìa rất cường cool skill đến từ an tip và bây giờ thì som đang là người bò lầu b một mình và som sẽ đối đầu với gratification nhưng đây là một góc kê ọp đẹp đến từ cái chàng gratification này som vẫn đang muốn cố gắng bắt người ở đó là vị trí của liat bây giờ thì có thêm đáp có thêm đáp đi cùng với som rồi nhưng Gratification anh chàng này đang hoàn toàn không biết rằng lầu b có người Nhưng mà vừa rồi thì Gratification có được một mạng trước khi bị áo cũng bởi Som Som biết luôn người ở sót rồi mạng vẫn có mạng thứ ba thì Som hay không đây Azer sủi được về thành công rồi Som vẫn còn sống sót với 16 máu Nhưng Automatic vừa hạ một dây cơm thành công Tình huống đưa về là 4 v 2 Benetet vẫn đang bài tờ Và anh chàng Benetet đã nghe được những tiếng động của anh chàng Azer rồi Sẽ là rào thứ ba dành cho Genji Gold thôi Họ có thông tin là tiếp còn hai người và họ đang đi xếp súng rồi Một tình huống bắn rất cục của Som vâng, Bắn rất tự tin Som thì năm nay anh ấy chỉ mới 17 tuổi thôi Tuổi đời vẫn còn khá là trẻ và Nhất là khi mà bắn ở môi trường pro như thế này thì SOM có thể nói là cũng đang làm khá tốt với một cái rating là 1.09 Có thể nói là ổn với một player trẻ và Tất nhiên là chúng ta cũng không thể so sánh Ai cũng đem so sánh với Roland hay là so sánh với Zayu được Thế thì những cái tàu như thế cũng là quá là khác biệt so với những người khác rồi Còn với việc Som thì tôi nghĩ là vẫn sẽ là ổn với bên phía Genji Khi mà vừa rồi Som đã thể hiện rất tốt Một pha tanh vào bom B cực kỳ là mẫu mực ba đều dành cho bên phía Genji rồi Vâng, bây giờ thì one of the Tip Cái lượng tiền họ sử dụng vẫn sẽ phải là khá là nhiều Nhưng mà từ nãy giờ dây có vẻ như là xếp hơi nhiều nha Đúng, đúng, chính xác ta mới chết có một mạng Nhưng mà vẫn, nhưng mà cũng phải nói rằng là gì từ nãy giờ không được chơi game Chơi game hơi ít một chút mấy rao thiếu vừa qua hai rao thiếu vừa qua som đã có đến ba mạng thì riêng mình rồi trận thi đấu qua được bảy round anh chàng đã giết được ba người và số mạng của kenji gold cũng đang là khá đều đấy chứ và benetet đang là người có số frag cao nhất bên phía kenji năm frag Rativation đang khá ưa thích cái lối bắn ọc ở cái đầu này Nhưng mà bên phía team Genji Gold thì họ có vẻ như đang không có chiều hướng là ném cái quả smoke mid từ sớm Ném quả smoke cửa sổ từ sớm thì đúng hơn Lúc nãy thì họ có sử dụng nhưng bây giờ họ quyết định là họ không dùng cái quả smoke cửa sổ đấy nữa Khi mà có vẻ như họ có thể giữ được với khẩu ốp trong tay của Automatic Hoàn toàn có thể có được một góc kê trước đẹp Ở bên phía Genji họ đang toàn tính cái điều gì đây Thậm chí là One họ bỏ hẳn Jungle mà đứng đến tận ba người ở Connector rồi chuẩn bị tràn nó biết bắn nhau ư Đây là chính và... xác hơn là một tình huống mà One cương người ở khu Middle Gratification có một mạng nhưng ZKS và GKM vừa đổi hai Bên Tết đổi một nhưng nằm xuống ngay với gks rồi custa anh chàng này đi bay tơ nhưng bom lại rơi ở bít đồ custa phát hiện rằng liad ở đâu rồi nhưng vị trí của gks sẽ là cực kỳ khó đoán bây giờ thì custa sẽ làm gì cho một tiếng một v hai đây bây giờ thì liad đang đổi vị trí để stick Ui. vào cùng với cả gks thôi hai quả lửa nhồi vào nối như thế này thì custa sẽ quá khó có thể xử lý được Khó Mặc dù costa còn full đồ đấy ui rồi vâng thật hai thiện. lửa một nết và bây giờ thì Custa trả thù oh nhưng gì ghét đó là không đau vâng thậm chí là cũng đã bách về đến tận nơi rồi và đây sẽ là một tình huống mà trừ khi là costa transfer play làm đôi đi costa không đoán được à, anh chàng Custa mới chỉ biết là có một người top miss tôi và anh chàng Custa đang đoán xem là người thứ hai ở đâu và anh chàng vừa rồi anh chàng Custa đã không nghĩ được là người thứ hai đã ở top mid rồi một tình huống tràn ra mid bắn nhau đến từ quan rất tuyệt vời dây đã làm đôi rồi à, đây thực sự là một cái trận đấu mà dây có những pha bắn rất là tốt vấn đề chỉ là anh ấy phải đi retake hơi nhiều cho nên là thường xuyên là phải xếp súng thôi và đây sẽ em key round dành cho bên phía team Genji Gold nếu như họ để thua thì Wallace sẽ vươn lên dẫn trước với tỷ số là 6-3 đó bây giờ thì ZGK anh chàng này đã có một góc đứng rất đẹp ở cục RAM rồi. Bây giờ thì ZGK sẽ tận dụng cái góc đứng này như thế nào đây? Vâng, ở thử. trong cục RAM chỉ là một tình huống kết đẩy lại từ xa đến từ vị trí Custa thôi. Và Genji Gold thì đã hoàn toàn chiếm được mid đồ ở khoảng thời gian 1 phút 26 giây rồi. Vâng, thường thì bây giờ bên phía T-side họ sẽ rất chủ động chiếm mid đồ và sẽ khó để cho City có thể giữ lại được khu vực mid, cho nên họ sẽ đẩy những cái khu vực khác nhiều hơn. Có thể thường sẽ là ARAM là khu vực dễ đẩy nhất hoặc có thể nữa là lầu B nữa thì cho nên là bên phía Genji cũng đang rất cẩn thận ở ARAM họ biết rằng đối thủ đã có thể vào được đến RAM rồi Còn bây giờ thì tiếp tục gây áp lực từ mid đồ như Genji sẽ đi đâu đây với cái đội hình này có vẻ như họ sẽ đánh từ b shot vào bom b và để cho kusta tiếp tục làm bài tờ ở bom a ừ gks đang có một góc smoke one way ở đây nếu như ai mà lên ném qua smoke jungle thì anh chàng gks này sẽ được bắn trước Nhưng tôi nghĩ rằng bên phía của team Genji Gold họ đang muốn đánh mít vào ai à, nhưng Gratification vừa bắt được automatic rồi một người đã rời và bây giờ thì Genji Gold sẽ đi đầu tiếp theo đây Gratification không để kết thúc được đáp và đó thì ứng nổi mạng rất nhanh đến từ hình đáp này GKS đối đầu Custa sau quả smoke quả smoke đang dần tan đi rồi và bây giờ thì GKS ô oh, Custa tinh mắt hơn nhưng Di Cầm đang có vị trí quá đẹp ở đây dây Cầm một mạng nhưng lộ vị trí rồi không thì đổi mạng thứ hai khi đó là tình huống đổi mạng rất nhanh đến từ costa so mẹ cũng thành công bây giờ thì tình huống đưa về là hai v hai quả nết này một quả nết khá đau liat có một mạng rồi benetet biết liat ở đâu benetet khỏe máu hơn và bây giờ thì benetet có đắp một kiểu một và genji gold đã giành lại được rồi 4 đều với genji và thậm chí có thể năm bốn ở đây là một rào Bởi bên phía warner thief họ đang yếu tiền và có lẽ là họ sẽ phải eco Một round thôi Ở một góc đứng rất đẹp của Benetet Rất khó chịu với góc đứng này Nhưng mà thậm chí biết được cả Liat Khi đã yếu máu Và vừa rồi nhìn cái cách đặt tâm của anh chàng uh, Benetet kìa Nhìn rất sướng mắt Anh chàng này chủ động kê tâm xa một chút Để tránh những tình huống mà đối phương giạt ra Bây giờ thì Benetet nhìn tới ba người ở đồ rồi hai mạng dành cho Benetet mạng thứ ba và liệu rằng có mạng thứ tư hay không đây anh chàng Azer kịp đổi một rồi cố gắng đổi một thôi nhưng đó vẫn là một cái chiếc một kill dành cho Benetet ừ. Benetez hiện tại cũng đang có số frag khá là kinh nha mười một vâng hiện tại trận đấu mới chỉ qua được cho qua được chín round thôi đây mới là round đầu thứ 10 nhưng anh ta đã có 11 một frag rồi có thể nói cũng đang là cánh keo của bên phía Genji ở những cái round đấu đầu tiên này Nhưng đây là một round mà Wonder Thief họ full bài Và Liad đang có trên tay một khẩu MP9 Và với một vũ khí đẩy như thế này thì Liad liệu ra có đẩy không đây Nhưng Liad từ nãy giờ tôi đang thấy anh chàng này đang đóng khung của mình vào trong cục bom xe B Automatic sẽ được bút ra cục middle Và bây giờ thì Automatic biết là cục mid hoàn toàn clear rồi Vâng, Liad từ nãy giờ thường xuyên anh ta là người solo ở khu vực bom size B Với việc biết là lên mp 9 sẽ có được lượng liệu rất đầy đủ Nhưng bây giờ thì bên phía của Quaratip họ đẩy gần như là cương cả khu vực Rem cả lầu A rồi Sẽ là khá nhiều thông tin dành cho bên phía Tuy nhiên thì Genji vẫn sẽ là cái chủ trương cơ bản đó là chiếm khu vực middle thôi Nhưng với việc chiếm middle từ nãy đến giờ của họ vẫn không hẳn là quá là dễ để có thể vào được hai bom sai đến từ bên phía Genji Họ vẫn gặp phải sự gọi là phòng thủ rất khó chịu đến từ Warner Tip và bây giờ thì Genji họ lại muốn về đánh khu vực bom B ư. và đúng là như vậy rồi bom đang được di chuyển ở lầu B bây giờ thì Liad vẫn đang là một góc nhảy trích hơi cũ một chút theo cái meta cũ nếu như mà nhảy trích không cẩn thận thì anh chàng này sẽ bị hạ gục đấy bây giờ thì dây cầm anh chàng này liệu rằng có báo cho những người đội của mình là đối phương đang muốn có ý định b không đây quả lửa một vũ khí rất quan trọng để để ngăn chặn những tình huống sồ từ lầu B ra thì Liat đã trả đi rồi. Bây giờ thì AZ đang về backup cho Liat rồi vẫn đó là một bạn nhau Liat. Không phải có bạn thứ hai cái đó là một điều tốt đến từ vị trí automatic nhưng AZ đang đứng ở bách sai đẹp rồi. Custa hạ gục được dây cầm thành công. Bây giờ thì AZ sẽ làm gì đây? AZ đối đầu với Custa Bây giờ thì có ai kê lại hay không nào? AZ, oh, Azure không đẩy ra kìa. Và nếu như mà AZ đẩy ra sớm hơn thì tôi nghĩ rằng anh chàng Az sẽ ngăn cản được tình huống đặt bo vừa rồi của Gen.G. Cảm hơi đáng tiếc khi mà Az lại không thể kết thúc được người đã C4 trong tình huống vừa rồi, đã nấp rất kỹ rồi. tôi đánh giá Az là player có thể nói là bắn khéo nhất của bên phía World of the Thip. Cùng với đó là cả Jke, à Lihat và JKM nữa thì Az có thể nói là nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên thì pha vừa rồi cũng là một pha mà hơi đen khi mà Gen.G họ đặt một quả C4 về shot và gần như là vị trí của Azor sẽ không thể nhìn được gì cả và bây giờ thì là một mạng dễ dàng dành cho Automatic Automatic có vẻ như cái góc là thi đấu vừa rồi là góc tủ của Automatic thì phải ít nhất đã có đến hai lần có mạng góc đó dành cho Auti rồi vâng từ nãy giờ thì có vẻ như cả cái cuộc đấu ốp giữa Automatic cùng với đó là Gratification thì thường là Gratification là người thua vừa rồi thì Gratification chỉ có cho mình một khẩu USP thôi cho nên là anh ta chết thì cũng là điều đương nhiên nhưng trước đó với khẩu ốp thì Gratification cũng không hẳn là quá hiệu quả và bây giờ thì chỉ với những khẩu lục này qua là họ đang cử một đội hình hai người ở bom xe A có vẻ hơi liều lĩnh thì phải. Chỉ với hai người, hai khẩu lục như thế này thôi làm sao mà cả được bên phía Genji đây. Và bắt thì uh, bây giờ với những khẩu lục thì họ sẽ rất khó có thể giành chiến thắng trong những rào thiếu như thế này. Bây giờ ra thiếu này thì bên phía Genji cần set full bài thôi là cũng sẽ giành chiến thắng rồi. Som vừa rồi đã hạ gục Lia thành công gì ui rồi ôi và đó tình huống bắn rất tốt của bé nhưng mà vừa rồi thì som đã bị dây cầm hạ gục ở pit đồ rồi ao thì mà tích có mạng thứ hai và bây giờ thì sẽ là rào thứ thứ bảy dành cho genji vâng câu chuyện nó đang trở nên dễ dàng hơn dành cho genji ở trong rào đấu này tuy nhiên họ cũng đã mất hai súng sẽ là rào thẳng thứ bảy thôi đây là một cái map thi đấu khá là tốt của bên phía genji nha trong khi đó thì World of Thief thì họ thi đấu 4 lần map thiếu này thì họ chưa thắng được một lần nào cả. Tuy nhiên thì đối thủ của họ đều là những đối thủ khá là sừng sỏ Cho nên là đều là thuộc hàng top team Cho nên là cũng sẽ khó để cho Warrior Tip giành được một cái chiến thắng Nhưng mà chỉ có nhận thấy là cái Zigo nó mặc dù đang có rất nhiều round để chiến thắng Nhưng mà họ đang có một cái bất lợi Vì họ đang rơi súng hơi nhiều Mỗi round thiếu họ chiến thắng tôi để ý là phải rơi được đến 3 đến 4 súng Lượng tiền tích lại trên người của họ cũng không là quá nhiều đâu Đúng vậy họ Không công nhiều công so với số round yếu mà họ chiến thắng Đáng lẽ là họ sẽ tích được nhiều hơn cơ Thế gì họ cần phải cẩn thận hơn Trong những tình huống như thế này Lại là một round nữa mà con thích họ Hát bài với lục và giáp ơi. À không không full bài rồi Full bài rồi Xin lỗi anh em Nhìn hơi nhầm thì Sẽ là một round full bài thôi Tôi cứ tưởng từng đấy tiền mà lại đi hát bài nữa Thì Tôi cũng chưa hiểu được mấy ông là Team nghĩ gì đâu nha Nhưng lại một bài đánh mid Nhưng lần này Grand Vision muốn chơi cục luôn Bunny thẳng lên khu vực Ây, B shot vẫn cố gắng spam nhưng vẫn chưa tìm được cái gì cả Một quả nết vừa rồi được trả ra rất đau Automatic và đáp đã mất đi một lượng HP khá lớn rồi Chưa kịp nhìn thấy địch đầu Thì Dab đã bị ăn một quả nết vào mặt Bây giờ thì Automatic đang kê lại khúc nối Đây là một thi đấu các thành viên tìm Genji Gold Họ đang chủ động đánh chậm Họ đang giảm nhịp độ trận thi đấu này xuống ở trong round thiếu này thì uh, One họ vẫn đang giữ cái, quen, cái, cái lô bắn quen thuộc của mình Đó chính là một tình huống mà bắn cường người ở mỹ đổ Tuy nhiên thì Genji cũng đã đổi hướng rồi Họ đang muốn set up vào khu vực bom sai A Một bài set up A khá là cơ bản được không Họ đang không có một quả smoke city Nhưng rất may lần này city là dây kết với một khẩu M4 nó sẽ giảm thiểu đi sự nguy hiểm của các thành viên Genji và bây giờ thì bắt đầu tràn vào góc kê của Jay là đẹp những cú headshot rất nhanh vâng mấy ông Genji này ném smoke sờ te y như tôi vậy bây giờ thì JKS có dám bò ra không góc kê của Benetech cũng đang là đẹp ở đây một mạng dành cho Benetech rồi sẽ là đẩy vào ngay ư ừ. vâng đắp một kill không Liad là người mất cho mình nửa cây máu nhưng anh ta cũng có mạng đáp kết thúc đi Grand Theft Action và bây giờ tình huống là bốn vs hai Genji Gold biết là hai thành viên cuối cùng của Atip ở khu City rồi Vừa rồi thì đó là một tình huống mà Genji Gold họ đã set up bài smoke che đi hụt jungle và che đi hụt Để tăng về gần khu city và có thể đặt bò ngoài đẹp Và vừa rồi thì đó là một tình huống mà Bentet đã được cài vào một vị trí là quá tốt Chỉ tiếc là anh chàng Bentet không thể có hai hai mạng mà thôi Round thứ 8 thì sẽ thuộc về bên viên team Genji som bây giờ đi som som hạ gục được rồi chỉ còn mình liat thôi liat oh. sẽ lộ vị trí ở đây vừa rồi thì bên phía tìm kè Gold, cục. đúng là giàu đúng là giàu đặt và họ dùng cái mồi nhử là gì một khẩu ốp bốn nghìn cục sao <laughs> automatic cầm ốp bò thẳng ra để bắn nhau luôn ai cũng biết rằng góc đấy và góc cực kỳ bất lợi nhưng mà genzi họ họ có tiền họ biết rằng bắt súng thì quan hệ mới là bên bất lợi hơn nhưng mà vừa rồi hãy nhìn cái tình huống mà Costa lao ra từ lầu và bắt vào anh chàng ở Steady đi. Thực sự là quá kinh khủng. Và bây giờ sẽ là một round nữa mà bên phía Warner Thief họ chỉ có những khẩu lục thôi. Một mình Azer là xếp được súng. Có vẻ vừa rồi Azer ăn hết thì phải mất khá nhiều máu nha. Bây giờ thì là một tình huống đẩy mít đến từ Warner Thief. À, không. Chỉ là một tình huống mà các thành viên của team tiếp gây sức ép lên ở khúc mít đồ thôi Khi chứ mà chứ. họ đang để cho Gezigon đi quá thoải mái ở cái khúc mít đồ này một ừ. thi đấu các thành viên của team Getty Gold họ đang đứng hầu ở hụt T bay cũng đúng, như hộp Cẩn hộp hộp thận quá nhờ Là khá đông À họ đang kê lại đúng xem vậy. là một tình họ... huống uh, sẽ làm gì tiếp theo họ... ở middle Họ đang chờ một tình huống đẩy sai lầm đến từ One Thief và bây giờ thì chuẩn bị ra mid rồi Sẽ vừa có một quả smoke che vào khu vực jungle Và góc kê này của BDT là đẹp Nhưng Azer lại được kết thúc vào tình thành công Ngay lập tức thì đáp và som xuất hiện Costa cũng đã kết thúc đi được Azer Vậy là hóa ra trước đó Azer mất máu là do dây KS từ đằng sau Chắc là một pha xuyên thẳng bằng chuột phải Mất khá là nhiều máu May là không chết luôn chứ nhưng mà bây giờ thì Som đã bao vào khu lầu B, khu bom size B và biết là khu bom sai này đã clear rồi. Nhưng dây cầm vừa nghe thì những tiếng chạy của người cầm bom đó là vị trí của anh chàng bé Benetet Có ai kê lại sau này cho Benetet hay không đây Bây giờ thì có người đang ở trên lầu đó là vị trí của Ôi trời ơi ông này ném bom nó khác gì là trí đâu Vâng hôm nay có vẻ như các thành Genji họ ném bom hơi, hơi vô duyên Hơi bị khó trúng tí nhờ Lúc nãy thì là một quả smoke te nó cũng hơi lỗi rồi Hay là đó lại là một quả smoke chủ định che connector <cười> 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 Tính toán là tính toán à cũng được thế thì toàn tính hay. như thế thì nó cũng phải gọi là hack não đấy và thời gian bom không còn nhiều nữa rồi kd gold sẽ lựa chọn đi xếp súng ở đâu đây khi mà ở khung underpass đang là có người đó là vị trí bay chặt dây cầm vâng dây cầm có bắt ơi được ơi. súng nào không đây lên hết lửa nhồi ra nhưng góc này của dây cầm vẫn đang là đẹp anh ta xây có thể là ba tình huống này một quả nét không được rồi quả c bốn đã nổ và đó gần như là một cái triple kill dành cho say cầm khi mà quản hết nó cũng đã nhảy vào đến tận nơi rồi trời ơi Genji Gold đã có những tình huống anti hấp bay và đi xếp súng và nó thực sự mà nói rằng hơi que mùa một chút thế từ Genji Gold tuy nhiên thì họ vẫn sẽ có một loạt thắng thôi cái lượng tiền của họ chắc chắn vẫn sẽ là đủ đủ vì đủ để cũng chơi bắt đầu đủ đúng đủ để chơi đến cuối hấp này đủ thì đây là đến làm. 14 rồi đến hết round rồi không có gì phải ngại cả có mất thêm súng cũng được và ừ, như bây giờ thì sao oh. đấy oh. Ôi lại là một pha bắn off trượt đến từ Grand Theft Action. Dây kia em đẩy ra luôn. Pha đẩy oh. quá cục của dây em. Oh my god. Trời thôi ơi, dây vừa rồi một tiếng spray oh. transfer thật sự mà nói rằng quá đáng sợ luôn đó Dây vừa rồi kết thúc điện đáp thành công rồi. Đây là một round thi đấu mà các thành viên của team One uh, họ đang bắn khá cục sục. 1 phút 32 giây thôi thì Genji Go chỉ còn đó là hai thành viên. Vâng, bây giờ thì lợi thế hoàn toàn rồi như câu chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nhưng Custa lại vừa có mạng của JKS rồi đưa về là hai vs ba và cơ hội dành cho Genji nó vẫn đang là còn vâng ừ, đang chờ một khoảng tham minh hợp lý một góc kê của Liad này có thể lấy được khá nhiều thông tin thậm chí anh ta vẫn còn smoke để có thể trả ra bên phía Genji họ tỏ rõ ý định đánh về ai nhưng đang có người móc sau bên phía Genji nha Liad vừa kết thúc được Custa rồi và Automatic oh. người có mạng lại là Gratification và oh. một pha mà có vẻ như Automatic vừa rồi thì trước thì phải thấy một chút chút thôi, mới một chút chút, Đúng chút thôi vậy. nhưng mà anh chàng ulti uh, không nổ sung Chúng ta nhìn thấy trước vì chúng ta có X-ray. Round thứ năm dành cho One Tip và trong round tiếp theo, round cuối cùng của hiệp thứ đầu tiên, không biết tỷ số sẽ là 10 năm hay sẽ là một tỷ số uh, 9-6 đây. Rotation vừa rồi có một góc chính ra góc đó lại là một góc mà đẹp hơn. Một góc, góc sẽ được nhìn thấy trước, một góc rất đẹp để kê với những opener đối phương. Nhưng mà ốp, cầm ốp chắc chắn sẽ phải đi rất chậm Và bây giờ thì sao đấy, phi nhanh đến từ Genji rồi Benetet đang đi đầu tất cả đều trắng Bây giờ thì Benetet, bắn chết được Azer trong bom side B Bây giờ chỉ còn lại một mình Lihat thôi và nhưng trong cái thời gian này Genji lại đang muốn đánh về khu vực bom xe A Vâng họ phịch đánh B để lao về A rồi Và Genji lại có thể thành công được với cái bài này không Khi mà sự trí của Wonder tip nó đang thu hút hết về khu vực B shot của Benetet vừa rồi Và bây giờ Benetet thậm chí anh lùi về được thành công rồi Một tình huống mà chỉ chủ động gai được lại một người đến từ Genji Gold và tôi phách một quả smoke vào của xe rồi đây là tình huống bò lên chay đến từ Genji Gold và wow, thế vẫn phải đang clear lại cũng lát rồi. Wow. vì sự di chuyển của Betes là quá khó chịu bây giờ thì 59 giây dây cầm phát hiện ra một người giam nhưng bây giờ thì dây cầm nên lùi về thì đúng hơn Grati bắn trượt rất đáng tiếc và đáp vào so với mỗi người có một mạng Repeat Gratification bắt Yakuza nhưng ultimate kết thúc được Gratification rồi Chỉ còn bình Liat mà thôi một vết bốn nào thì đấu này thì tôi nghĩ là khó để lý át tự lộ vị trí của mình rồi Và bây giờ tỷ rồi. số sẽ là 10 5 vâng một pha đánh bài quá ảo diệu đến từ genji và họ đã có được cái lợi thế là first half là 10 năm bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi ít e phút và chờ đợi đến với lượt second half thôi Got him coming back. Who I was in the past, I'm on a test. Only focus in this moment is bringing the summer back. Oh, respect my grind, elevate souls, and I spread good vibes. Young Divine, you know I gotta shine. Raise your hands for a good time. Bringing summer One, to you. Oh, ready, let's go. Cause you know how we roll. Let's take it. Down the road and back again. Ready, let's go. Cause you know like I know. We'll take it. Yeah. 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 Uh, yo, yo, round Yo, hold up. Let me switch my flow up. Back in high school, they were telling me I'll blow up. Doing talent shows and man, everyone would show up. Got in the. Still made it for them to go nuts You know what, I'm so uh So what, I'm so uh That means I can't describe the way I vibe The way I slide in with the rhymes that make the dimes i close their eyes and fantasize I'm divine calling their phone number Yeah, yeah No, you know I love it And you know me I can't sleep without blazing bees. I'll stay just for that ones, for body, And I got a smile that they hate to see Young black successful, don't gets get stressful Don't let get stressful Go and vibe out with whoever you next to, uh Sleep until the okay. noon. Vâng và bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại ngay với cái lượt second half trận đấu giữa Quang Thiếp cùng với đó là Genji thôi Và chúng ta đều thấy rằng sau lượt first half thì Genji họ đang có được một lợi thế khá lớn và nó sẽ càng lớn hơn nếu họ thắng được pistol này Nhưng Quang họ lại đang muốn rush về khu vực bombsite B ừ. Và bombsite B của bên phía team Genji Gold họ chỉ có một người duy nhất mà thôi Bắt đầu ném flash ra rồi một người solo bomb sẽ B là vị trí Sommer có quá rồi một quả smoke che sót và vị trí của som sẽ trở thành hoàn toàn là phế mà thôi bom đặt thành công thì hoàn tiếp và liệu rằng đây có phải là một tình huống mà hoàn tiếp sẽ giành chiến thắng hay không với một quyết định sai lầm của Genji đó là chỉ để duy nhất một người solo b thôi bom sai b chưa bao giờ là một bom sai dễ cứu cả tuy nhiên thì Genji có vẻ như họ cũng đã tính đến đường retake rồi đang có đến bốn người chuẩn bị tràn vào khu vực bị shot để bắn nhau Liat đã có góc kê đẹp ở đây nhưng Liat bắn trượt khá nhiều nhưng đó vẫn là double kill dành cho Liat ngay lập tức Automatic đổi mạng Liat thành công nhưng bây giờ thì Wonderthip bắt đầu chĩa súng vào và bắn nhau còn lại một mình với chỉ có đáp thôi đáp đã lộ rồi và không còn hội nào dành cho đáp cả chỉ có chỉ có nhìn thấy cái tình huống mà Retech vừa rồi của Genji Gold đâu quá buồn cười đến một từ một tình huống Retech đến từ bên phía team Genji Gold đẩy đến bốn người sót chỉ sẽ nghĩ như thế nào sẽ là rất tù đúng không mà nếu như mà không muốn tùm tình huống này thì đây đây là phải là một tình huống mà anh chàng Som phải đi chạy một mạch ra để cho Pha xử lý phía sau cho dành cho người đi thứ hai và thứ ba thì nó mới là chuẩn hơn để đứng lại ở đấy gọi thêm người thứ hai ra hai ông bị bắn chết Thế thì làm sao mà có thể retake được và vào bom nữa cơ cũng sẽ khá là khó khi mà họ không thể kết thúc Liad ngay lập tức và bây giờ thì là một rào mà bên phía của Genji quyết định ở Fox Buy với những khẩu DE và một khẩu scout trong tay của Automatic. Nhưng bên phía bên kia Gali AK cùng với đó là cả Mark 10 thì đã được lên rồi. vậy thì cùng xem là liệu có cơ hội nào để để đem về một lo thắng cho Genji hay không. Automatic vừa cấu yếu được chỉ có Az rồi. Ngay lập tức là phải có một quả smoke nhồi vào jungle để khiến cho Automatic phải lùi về. Và đây là một tình huống mà các thành viên team Genji Gold tiếp tục làm giống như One Thip bên phía city Họ đang cường skill ở cục mid đồ này Chính xác hơn là cục nồi Đáp sẽ là được Đáp sẽ là người được hút đạn trong tình huống này Nhưng mà bên phía team One -tip có vẻ như họ đang muốn rẽ mít vào B Thì phải trong bóp xe B của Genji Chỉ có bộ đôi custar cũng như Optimatic mà thôi Vâng có vẻ như không phải khi mà JKS đã cầm C4 xuống lòng mít thì có lẽ sẽ là nó là một pha đánh về hội bom xe A nhưng lại thêm quả smoke nữa nhồi ra. Nó nhồi ra ở một khoảng tham minh nó rất là khó chịu. Khoảng wow, tầm 44 giây thôi Nó sẽ ép cho bên phía Wattertip phải vào bom A Ở một khoảng thời gian nó rất cận kề Và thậm chí là Kusa đang chuẩn bị buff để đáp có thể dạt ra Và Vẫn đang cố gắng cầu thêm thời gian Bây giờ thì Thời gian quá cận kề vị trí đáp đang là quá đẹp Ô, oh, vẫn kịp đổi bột đến từ vị trí đáp Kusa thì sao đây À giờ buff là quá đẹp Benetet nó sẽ là key player oh. Và tôi sao rồi, key player này đã bị bắn gục Và tôi nghĩ rằng không oh vâng wow, bây giờ, wow, Altimatic, Altimatic, anh ta vẫn, ui, không thể kết thúc được Liat thành công. Nhưng bây giờ thì cơ hội không còn tí nào dành cho SOM nữa rồi. Vừa rồi thì Ultimatic spam như vậy cũng đã mở ra một chút gọi là tia nắng cuối đường hầm đấy à, Có thể thôi nhưng mà... <laughs> nhưng mà nếu như mà anh chàng Ultimatic uh, mà spam chết luôn... Nếu mà bắn chết không. luôn được thì sẽ hay hơn thì rất sẽ nhiều. Là cơ hội là gọi là có. Và bắn chết luôn thì cơ hội sẽ hay hơn rất nhiều nhưng đáng tiếc đó lại chỉ là một khẩu scout thôi nếu như đó là một khẩu ốp chẳng hạn nếu nhưng mà... rồi nếu như đó là một khẩu ốp thì phải gọi là giấc mơ hơi ảo huyền một chút bây giờ thì các thành viên team Genji Gold đang vào team Eco oh. oh stack hai nết vòng giang gồ nhưng đó quyết định không thành công rồi SOM đổi một nhưng đã lộ vị trí của oh, team Mason hai mạng nhưng dây cầm kết thúc điều học team tích rồi Vâng, bên phía của Genji vẫn đang cố gắng ép lên để bắt thêm súng Và bây giờ thì sao đây, họ có được thêm cả bạn có dây kem nữa Nhưng đáp một vé tài và với một khẩu USB thì cơ hội là không còn Nhưng với việc bắt được ba khẩu súng trong một round eco trắng như thế này Thậm chí là nó cũng đã là thành công dành cho bên phía Genji rồi Chúng ta có thể thấy là cái lượng tiền của bên phía Warner Thief Họ thắng 3 round liên tục nhưng thật sự nó không phải là quá nhiều Chỉ có một mình Liat là người duy nhất tích được khoảng 6.700 thôi Rất thành công thì đúng hơn Rất thành công dành cho bên phía team Genji Gold Esports Và bây giờ thì các thành viên của team Genji sẽ có một round thì full buy đầy đủ Xong drop off dành cho vị trí của anh chàng Automatic rồi Automatic đang là vệ tinh xung quanh của bên phía team Genji Gold rồi Họ đang bắn xoay quanh anh chàng Automatic Bây giờ thì các thành viên của team Quả tiếp họ lại đang phi gục mít đồ rất nhanh và Liat vừa rồi đã mở điểm rồi. Bertet đã bị hạ à gục. Và bây giờ thì JKS bắt điệc đã thành công chứ mình cũng thôi rồi. Ba người trong cuộc bom A chết chảy và cơ hội dành cho Kenji trong round thiếu này là con số 0. Ba người mà không đổi được một ai của bên phía Quả thì bây giờ khẩu ốp này của Automatic nó sẽ có cái tác dụng gì đây? Hình như là anh ta còn vừa chưa kịp bắn được một viên ốp nào thì phải nhưng nếu như tôi nhớ không nhầm thì là spam là một viên rồi. À spa có được, là một viên. bắn cho có tí sử dụng. Để còn được thay đạn. Nhưng mà đây là một đao tháng có thể nói là khá là dễ dàng của, của bên phía Wonder Tip. Và với việc họ có đến năm người còn sống như thế này thì đây, chúng ta vừa nói đến việc là họ khó khi không có tiền. Thì bây giờ năm người còn sống, cái lượng tiền nó tích vào của Wonder Tip nó sẽ là rất nhiều. Và thậm chí bây giờ muốn đi bắt súng đối phương những góc kê này của automatic nó đang có thể nói là khá đẹp. Và gần như là sẽ khó để có thể bắt vào được các thành viên Genji Bây giờ thì các thành viên team Genji Họ sẽ cố gắng đi xếp hai khẩu súng này thôi Một khẩu op và một khẩu M4 Những vũ khí sẽ là rất đắt tiền và Với những cái sự chú ý của tôi về bên phía team Genji này Thì trong cái mắt xích này ngoại trừ đáp thì tôi đang đánh giá anh chàng Kusta Sẽ là một player Cũng sẽ là một mắt xích yếu trong tim team Genji Gold này Kusta là một player bắn không ổn định cho lắm Và anh chàng Kusta này chỉ là một player có thể bắn theo kiểu tròn vai của mình thôi Tuy nhiên thì chính xác tôi thấy điểm ở trong cái trận đấu này điểm của gì nó lại đang là SOM cơ Một player mà đáng lẽ ra phải có một cái KDA nó đẹp hơn thế này Hiện tại mình chỉ có 9 mạng thôi và lần này World of Team họ lại ra khu vực middle khá là dễ dàng Khi đây là một round của Genji họ phải chủ động half bài với lục và giáp Nhưng đang là một tình huống Automatic muốn đẩy lên để first pick JKS KS đang kề lại rất đẹp rồi và bây giờ mạng được dành cho Automatic Sẽ là một khẩu AK thuộc về phía Genji nhưng có thông tin rằng ốp của bên phía Genji ở bóng xe A thì có thể những quả được họ sẽ đánh được vào, vào bom sai B dễ dàng nhanh chóng thôi. Khi mà ở bom B đã chỉ có một mình đáp. Với thời đáp cản kiểu gì Ultimatic spam chết được Azure rồi. Lợi thêm người dành cho Genji và cơ hội của họ cũng đang được mở ra. Nếu đáp đã cố gắng trốn thi trong tình huống này. Costa đổi được cả dây game nữa. Và bây giờ thì quả được khó quá rồi khi một Grand Fashion cũng đã phải nằm xuống. Bây giờ chỉ có mình Lian mà thôi và đó là một đạo thi đấu hấp bài đến từ Genji Gold và họ đã giành chiến thắng rồi. Một round thi đấu mà tôi đang định nói rằng anh chàng đáp trốn trong cục bom xe B chỉ cần đổi một thôi là win. Và vừa rồi thì bom xe B đã còn đổi được đến cả hai các mạng cờ khi mà anh chàng đã về để backup. up. Một round thắng khá là bất ngờ. Mở đầu với hai cái mạng của Automatic thôi. Vâng, ừ, Automatic thì cũng là một Oper phải nói là rất là xuất sắc ở cái khu vực NA. Tuy là không phải quá là tỏa sáng gì nhưng mà thường xuyên là có phong độ ổn định và gần như là gánh kèo ở team mà anh ấy tham gia rồi bây giờ thì tip lại free mid nhưng lần này dây muốn bỏ láo vào Collector bdtn vừa bắt được liat rồi tiếp tục là dây cũng đang phải đắm xuống và automatic đang ngửi thấy cái mùi gì đó Collector có bdtn kê lại cho một quả đét này nó kết thúc đi dây và một round thắng quá nhanh của genji mới có một phút 27 giây thôi chính xác là như vậy rồi một phút 27 giây thì tip đã nằm xuống cả lượt rồi 12 9 dành cho bên phía team Genji rất bất ngờ. Genji Gold là một team không được đánh giá cao ở trong giải thiếu này đâu. Và cả trận thi đấu này nữa, nhưng họ đang có một bước khởi đầu khá mạnh, khá hay ở map thứ đầu tiên trong kèo bóng ba này. Vâng, tưởng chừng như Warrior họ đang có được một con con đường comeback khi mà một vài round thắng liên tục nhưng bây giờ thì Genji họ lại nới rộng cái khoảng cách đó ra và thậm chí nó sẽ rộng hơn nữa. Sẽ à lên được vào thắng thứ 13 một cách nhanh chóng thôi. À, bây giờ thì cái điểm yếu anti hấp bài của cái Gold cần phải được khắc phục ngay. Đáp đang muốn đẩy ra Fito và bây giờ thì Đáp kết thúc điện gratification rồi. Nhưng mà Thiếp có vẻ như họ đang muốn bút vào khu Jungle. Trang Jungle thì đang là một tình huống chơi đến từ automatic Nếu như mà để rơi khổ họp trong những round thiếu như thế này thì sẽ là rất khó đó sẽ phải làm gì đây? Automatic vẫn đang kề lại, khá là cẩn thận với khẩu ốp. Gần như là one-tap sẽ không thể đánh vào ngay được. Vâng à, nhảy lên. Ô. Oh, 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 oh. nào? Fake fake tiếng nhảy và một viên uh, DE. Ô oh, nhảy lên được rồi. Chắc chắn là đấy. nghe thì cũng sẽ kiểu đoán ra được như cái điều nghĩ gì rằng đó thôi. Auto cũng sẽ biết là một điều gì đó ở đây. Đúng vậy, nghe tiếng hướng của đạn thôi thì anh ta sẽ biết được khi mà Automatic đang ở rất gần. Nhưng mà Automatic thì đã đổi vị trí về City uh, Bay oh. rồi. Bây giờ thì đáp nhìn thấy cái mông hơi to của anh chàng Liat Một mạng rồi, không biết rằng có mạng thứ hai hay không đây Khi mà người ở Ram chỉ là một cầu đấy và đó là cái chữ JKS Vâng, hết rồi Nhớ nhưng mà từ từ nha, giờ đang móc đằng sau 30 giây mà vẫn móc kịp Automatic có vẻ như bỏ bê vị trí đấy hơi nhiều rồi Nhưng ngay lập tức có vào tham mình hợp lý đến từ Automatic Và bây giờ thì cơ hội dành cho con of nó kết thúc cùng với cả cái mạng của giờ trước đó rồi Chính ra vừa rồi thì anh chàng Automatic cũng tính toán phép đấy chứ ZGS, anh chàng này đã làm gì, báo hiệu là tôi ở RAM đây nè để thu hút sự chú ý của bên phía team Gen Z. Nhưng mà theo tham minh thì Gen Z cũng đoán được, ah, ơ, tại sao gây tiếng 4-5 lần rồi mà đến ờ. lần thứ 6 thứ 7 lại không thấy đâu nhỉ À hay là đang định móc mình đây Đấy, tính hết, tính, tính hết cả hết, rồi Tính toán hết đến từ Gen Z Esports, bắt đó RAM thứ 13 thì cho họ rồi đây sẽ là một round thiếu rất quan trọng để bạn tiếp nếu như thua thì Genji Gold sẽ kết thúc được trận thiếu này sớm rồi vì gục bít đồ đến từ Genji rồi và bây giờ thì oh. một tình huống flat khá điệu đà để dây cầm và đáp và bè đã bị hạ gục rồi Kusta bây giờ sẽ là key player ở đây Kusta không thể kết thúc được à giờ Đừng rất tiếc dành cho Kusta anh ta không thể nào có được mạng đối phương cả và đây sẽ là một round dành cho Genji 1 phút 27 giây Wanatip chết hết trong một round thì full bài và bây giờ thì chỉ là một phút uh, 32 30 giây 30 thôi. thôi thì tiếp đã bắn rơi đi đến ba người của Genji Gold rồi. Khó quá rồi. Chính ra những cái team này bắn nhanh cũng là 50 50 đấy. Chưa biết team nào sẽ ăn được team nào đâu. Vì cả hai team đều có skill. Và bây giờ thì một mạng này cho Som rồi, ngay lúc tức là Som cũng đã lộ vị trí. Nhưng hai khẩu ốp như này thì retake cái kiểu gì đây? Rất khó để có thể retake được tiểu này sẽ cả cố gắng bắt súng và Som thậm chí còn là khó về nha. Anh ta không có smoke trả ra để có thể che được rồi. về Và thậm chí là giờ cũng đã gọi là bọc hậu rồi Xong cần phải cẩn thận hơn Có lẽ là khẩu ốp này sẽ rơi rồi Một tình huống di chuyển cũng rất là khéo léo đến từ giờ Nhưng mà tôi nghĩ rằng là lượng tiền trên người của Genji Họ vẫn có thể làm được 3 round nữa Lượng tiền trên người của họ cũng đang là khá khá nhiều họ đang tích được khá nhiều tiền Vẫn sẽ là những khẩu AK Khi mà cái khẩu SG này nó đã bị yếu đi rất nhiều Chính Thì xác khẩu rồi. AK lại lên ngôi rồi Chuẩn luôn vâng với tôi với cái nhận xét cả, <laughs> cá nhân của tôi thì uh, bên phía city mặc dù khẩu AUG được búp lại nhưng tôi nghĩ rằng họ uh, cái khẩu AUG cũng sẽ bị sớm fix mà thôi <laughs> vừa rồi azer ngồi ở city nhưng bị C4 nổ chết mất thêm một khẩu súng và một cái giáp và đây azer không phải là quá nhiều tiền lượng tiền của warthip bây giờ nó lại thành hơi yếu nha hơi nguy hiểm genji nếu thắng được thì vẫn sẽ là một cái rao thắng nói chung là sẽ ép đối phương về thế phải khó thôi không biết nghe gì liệu có thể làm được không lại là những quả smoke mid từ rất sớm đến từ quan được thêm Costa không nên tò mò hơn trong tình huống này bắt buộc rồi sẽ chỉ là kê lại từ collector cùng với đó là b shot thôi nhưng hãy cùng xem nào azer đã từng có những pha bò rất láo ở khu vực jungle nhưng tôi nghĩ rằng sẽ phải bị kê lại đến từ genji gold mà thôi bây giờ thì a à, tiếp tục được bụng lên nhưng oh. cú ôi trời ơi, anh chàng này không có vui vui lộ tiếng, tiếng. có vẻ như là lộ Dòng, tiếng tôi, tôi, nghĩ rằng là không lộ tiếng trong pha xử lý vừa rồi đâu nhảy từ cái bậc này lên trên thì chắc chắn anh em mình chơi game cũng, cũng rất nhiều tôi nghĩ rằng sẽ không phải lộ tiếng đâu một tình của tham mình tốt chẳng vâng ừ, hơi à, ở đây thì bọn tôi không được nghe tiếng rồi bọn tôi không biết là như nào nhưng tôi đang là một pha đánh b đến từ Warner tip rồi Som cùng với đó là đáp cần phải làm tốt trong tình huống này và góc kê của Som đang rất đẹp Tại thì đó là cả đáp nữa đáp là người có mạng và bây giờ sao hai người của Warner nằm xuống ngay lập tức và đó, đó là thắng thứ 14 dành cho Genji 14 bốn ghen gì rồi ra thế vừa rồi là một kira hoặc họ đã để thua rồi lượng tiền trên người an tip là không còn nhiều một player hai player chỉ còn hơn hai nghìn tiền mà chút tôi hai nghìn ba về an tip họ đang quyết full mai luôn rồi sống mãi với bên phía team Genji Gold rồi vâng. những khẩu súng chạy bắn được lên và đó là một khẩu mát mưa trên tay dây cầm không biết rằng đây có phải là tình huống chạy A luôn hay không đây có vẻ như họ đang muốn làm giấu với những gì của uh, Genji là lúc ư chỉ để một người phi ở mid sau đó bốn người còn lại sẽ đánh về bom xe A nhưng không thì họ muốn vây bom xe A lại Azer được người đi một mình sẽ rất nguy hiểm dành cho Azər trong tình huống này nhưng Azər liệu muốn bỏ láo nữa hay không nào. Lại là cuộc đối đầu giữa Azər và Custa. Ô, oh, lộ tiếng này. Vẫn chưa làm gì cả. Trong khi đó đồng đội của Azər đang vào bom xe gặp Benetet đây chip một kill rồi. Không thể qua được cái chỗ chặn Benetet và bây giờ thì Azər cũng đang phải nắm xuống bởi Custa và đó là thằng thứ 15. Dễ dàng dành cho Genji với việc tỏa sáng của Benetet. Rắc cuối cùng thì hoàn tip hết tiền rồi. Vâng hết rồi. Mà liệu rằng tỷ số cũng phải là 16-10 hay không đây? Các thành viên của team, World team Họ đang thi đấu không tốt Ở map thiếu Mirage này Và tôi nghĩ rằng họ nên chuẩn bị cho map thiếu tiếp theo rồi Map thi đấu do chính họ chọn Map thiếu đất 2 4 lần gần nhất thì Wild Tip Họ thua trên map Mirage Và có lẽ đây sẽ là lần thứ năm thôi Họ sẽ kéo dài chuỗi thua của mình Thật sự thì phong độ của Wild Tip Nó đang không phải là tốt Ở trong năm 2020 này Tôi Đúng đồng vậy. ý với trí điều đó chỉ ra thì tôi thấy là nhất là từ khi mà họ đổi tên sang thành Wonder Team ấy, thì cái phong độ của họ nó đã đi xuống khá là nhiều rồi. Và bây giờ thì là một round mà họ set up về khu vực bóng sai B, nhưng vừa rồi vào B cũng đã khá là khó khăn rồi, có vào đây không nào? Som đang có một góc kê khá đẹp từ Ben, cùng với đó là cả đáp nữa, nhưng Som đang bị vây lại một mạng dành cho Som rồi, anh ta không thể có double kill từ huống này. Đáp đổi được một, đáp cũng không đổi được hai, nhưng có sự như của Custa và Custa anh ta dứt điểm được cái trận đấu này. Đem về map thiếu đầu tiên dành cho Genji. 16 10 dành cho bên phía team Genji Gold Esports. Map thiếu đầu tiên, Akimiret đã kết thúc rồi. Vâng, vậy là map đầu tiên Trong kéo và giữa team Genji Gold Và War đã kết thúc rồi 16-10 là tỷ số ở map thiếu Mirage Và chúng ta cũng nghỉ ngơi trong ít phút Trước khi đến với map thiếu tiếp theo Map thiếu đợt 2 rồi